Đây, thú vui của người làm vườn là đi thu hoạch nữa. Thật sự nó nhiều quá, không có thời gian để mà thu hoạch. Thường sáng này ra này thu hoạch, mướp thực sự trái quá nhiều, cho nên thành ra Ngọc không có muốn để quá lâu, coi như hái non non vô ăn. Mướp này xào ăn rất là ngon. Đây cái trái này thì bự nhất nè, nếu như muốn để bự, nhưng mà nhiều quá đi thành ra Ngọc để bự nó già nó uổng. Thành ra cứ cắt non non cho ăn không kịp. Cũng cho đó nữa nhưng mà thật sự không có thời gian đem đi cho, thành ra kêu mọi người tới, ai tới được hái thì hái, mà không hái thì thôi, chứ còn mình không có thời gian rảnh đi cho. Mướp rất là ngon. Ủa qua được 2 trái sáng này. Cái trái đó thật sự là ngày hôm cách đây mấy hôm ra thấy nó lớn hái rồi mà quên đem vô, thành ra để dưới cái lùm cây đó luôn, giờ mới ra mới thấy nó thì nó hơi héo héo. Còn trái này là mới hái sáng này nên rất là tươi. Còn mấy trái mướp này là cắt hết cho rồi, chứ mà để đó thì nó già uổng đi. Để cho mấy người tới hái mà không ai tới hái, thành thôi thôi mình ăn. Còn đây là cái thau rau gì quên rồi. càng cua. Ngon dễ sợ chưa? Năm nay nó lên rất là tươi tốt và rất là ngon. Cái này vô xào với thịt bò nếu như ai muốn ăn thịt. Ngọc thì Ngọc thích là xào với tôm. Đó, tôm với cà với thơm đó, Ngọc trộn này Ngọc thích ăn vậy hơn. Nói chung là Ngọc thích seafood hơn là ăn thịt nhiều. Thì sáng này là nấu cái này ăn cơm trưa này, rồi chiều này là định làm mì Quảng ăn. Thì đây hái rau sống cho mì Quảng này, thấy cái thùng rau đã chưa? À, rau diếp cá nè, tía tô. Tía tô là có mấy loại luôn nha. Cái này là cái tía tô loại lá mỏng mỏng nè, cái này là tía tô Nhật, còn có cái loại tía tô mà cái lá dài dài hơn nữa, nó ở đâu rồi? Tức là tía tô nhà Ngọc là có 3 loại luôn. Thì nói chung là càng nhiều loại thì càng tốt. Cái này là húng cây, ăn mì Quảng rất là ngon. Cái này là kinh giới. Có mấy trái đậu rồng nó đã, cái này thu hoạch hơi trễ thành ra nó cứng, là để giống luôn, giờ nó quá cứng rồi thì đem vô để giống để cho năm sau. Và đây có mấy cái trái ớt này, là ớt này thì Ngọc đã chia sẻ năm trước rồi. Chiều này ăn mì Quảng cho nên thành ra không có muốn để cho nó quá chín, mà muốn hái xanh xanh vậy vô ăn nó giòn giòn, ăn rất là ngon, rất là ngon. Cái đó là ăn với mì Quảng là như là hết ý đó. Để coi cái rau kinh giới, tía tô mà cái loại mà đây đây đây, cái này là cái loại lá dài nè. Hả, giống như cây tía tô mình thường hay biết ở Việt Nam đó, ở chợ bán đó là loại này đây. Nhưng mà nhà Ngọc là có thêm cái loại tía tô Nhật màu xanh, với lại cái lía tô mà lá mỏng mỏng này. Có thể cái này là cái mà người ta gọi là tía tô Hàn Quốc, tức là cái loại mấy như lá mè mà cuốn với thịt ăn đó đó. Đó thì Ngọc nghĩ vậy, nhưng mà Ngọc thấy lá mỏng mỏng thì Ngọc nói lá tía tô mỏng thôi. Rất là nhiều, như nhà Ngọc là rau sống thực sự là nhà Ngọc có thể nói là một ngày là ăn hết chừng này đó. Tức là không phải chỉ là ăn rau sống không thôi, mà Ngọc xay nước sinh tố Ngọc uống nữa. Giờ Ngọc xay sinh tố là Ngọc bỏ vào luôn. Hồi trước á, thì xay chỉ với cái rau diếp cá thôi, nhưng mà sau này cái ủa tại sao không xay hết luôn, thành ra Ngọc mới thử, năm nay mới thử xay thì Ngọc xay hết, tức là Ngọc vô Ngọc làm sạch sẽ hết để sẵn trong tủ lạnh. Mỗi lần xay sinh tố là Ngọc bỏ vô rất là nhiều, nó có thể là một thà rổ luôn đó, mà Ngọc cắt nhỏ nhỏ ra xay nhuyễn vô đó. Khi mình cắt nhỏ ra mình xay nhuyễn vô thì không có thấy nhiều đâu. Và Ngọc xay chung với dưa hấu với thơm, cái mùi vị rất là thơm, rất là đặc biệt. Và thực sự nha, tại vì ở nhà thứ nhất mình trồng nó tốt không nói, mà thứ hai rất là nhiều, cho nên mình ăn uống nó rất là đã. Chứ thực sự chừng này mà ra chợ mua, thứ nhất là rau không ngon như vậy, không chất lượng như vậy, mà thứ hai nữa rất là đắt tiền. Nên ra đó là cái mà gọi là cái thú của người làm vườn, là thu hoạch cái sản phẩm của mình mà với những cái chất lượng và cái số lượng rất là thích, và nó cũng rất là tiện lợi, nó ngay sau vườn luôn, ăn lúc nào ra hái. Đây đang ngồi gần cái đám rau diếp cá của Ngọc, thấy nó ngon dễ sợ chưa, cắt ăn mấy lần rồi giờ nó lên là cái đợt mới, thấy nhỏ 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 ăn.
Thực sự khi mà nó nhiều quá như vậy, Ngọc không có để cao nữa. Thế mà nó non non như vậy, thấp thấp vậy là Ngọc cắt ăn luôn cái thân luôn. Xay sinh tố rất là ngon, rất là thơm. Thì đó là cái thú vui làm vườn. Ngọc chia sẻ nhanh thôi, thấy nó ngon quá đi, thành ra Ngọc chia sẻ. Còn ngoài vườn còn rất là nhiều nhưng mà không thể nào thu hoạch hết được, không có thời gian. Và với thêm nữa, thu hoạch vào cũng không có ăn kịp, cho nên từ từ làm thôi.